Cảnh tượng cậu bé đỏ hỏn nằm mút ngón tay của mẹ bên trong quan tài khiến ai nấy đều kinh hoàng và sửng sốt. Một câu chuyện thật mà như đùa vừa xảy ra tại ngôi làng ở Đài Loan, Trung Quốc, làm nhiều người như không tin vào tai mình. Chỉ đến khi tận nơi gặp đứa bé, họ mới một phần tin vào câu chuyện đang được lan truyền khắp khu vực. Theo những người dân sống ở đây, người phụ nữ tên Simao, 25 tuổi, mang bầu một bé trai. Gần đến ngày sinh nở, cô được chuyển lên bệnh viện nhưng khó sanh, cần phải lên bàn mổ gấp. Trong quá trình mổ, cô gái trẻ này không may bị sốc biến chứng và qua đời trên bàn mổ. Dù đã được giải cứu kịp thời, nhưng cả đứa bé trong bụng cô cũng không may mắn qua khỏi. Các bác sĩ đã gọi người nhà vào nhận thi thể của hai mẹ con. Khi đứa trẻ vừa ra đời đã không thể cất tiếng khóc như những đứa bé bình thường. Khi về nhà, gia đình này đã tổ chức tang lễ cho người phụ nữ trẻ và con trai. Họ quyết định để chung hai mẹ con vào một quan tài và chôn cùng một huyệt. Theo phong tục, người nhà còn cẩn thận treo một quả cầu bông nhỏ trước mũi, lối dây từ quả bóng đến một cái chuông gió và để trong căn phòng thoáng. Nếu người chết bất ngờ thở lại, họ sẽ thổi vào quả bóng, từ đó dẫn đến chuông gió kêu báo hiệu cho người nhà. Tuy nhiên, dù đã để thi thể trong nhà được 3 ngày, nhưng họ tuyệt vọng không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ người mẹ trẻ. Khi gia đình mang đi chôn cất, họ mời một pháp sư đến làm lễ siêu độ. Trước giờ chôn cất, khi vừa nâng chiếc quan tài lên, vị pháp sư chợt nói rằng vẫn còn dương khí bên trong và ông chỉ ra rằng có máu dưới quan tài chứng tỏ vẫn còn sự sống. Đến khi mở nắp quan tài, cả gia đình mới sửng sốt vì đứa bé đã ngậm lấy ngón tay cái của mẹ từ lúc nào, dây rốn cũng đứt và chảy máu từ đó rỉ ra ngoài quan tài. Sự hồi sinh kỳ diệu này cho đến nay vẫn không có lời giải đáp. Họ tin rằng tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ chính là một phần mang sự sống về cho đứa con trai bé bỏng của cô. Thuê gái lặng chơi về quê ra mắt, nào ngờ tôi năm nay 35 tuổi, ở quê những người tầm tuổi này đã có vợ con đề huề. Còn tình trạng của tôi hiện giờ, theo như lời mẹ tôi nói thì tôi thuộc dạng báo động đỏ. Bố mẹ tôi ở quê không ngày nào là không gọi điện lên hỏi thăm. Sau chuyện ăn uống, công việc thì chắc chắn không thể thiếu chuyện bao giờ mày lấy vợ cho mẹ bé cháu đây. Thật sự nhiều khi tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc, không hiểu sao cái đường tình duyên của tôi nó lận đận mãi. Mặc dù cũng kinh qua nhiều mối tình rồi nhưng chẳng đi đến đâu. Mà tôi cũng tự đánh giá mình là một anh chàng khỏe mạnh, sáng sủa, đẹp trai và cũng là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Càng nêu ra những điểm tốt của mình, mẹ tôi lại càng bĩu môi và nói: cao to đẹp trai thế mà giờ chưa có vợ cũng vứt, người ta ăn cơ mới lạc nghiệp con à. Nếu năm nay mày không dẫn được vợ về nhà thì mẹ cho mày đi kiểm tra giới tính đấy. Sắp tới bên nhà ngoại tôi lại có đám cưới đứa em trai, nó kém tôi tận 5 tuổi mà đã lấy vợ. Thế là lại được dịp mẹ tôi cho tôi lên đoạn đầu bài. Này Hiếu, em Khang mà hồi xưa mày hay bế, giờ nó sắp có con đến nơi rồi, mày lại tiếp tục bế con nó nữa hả? Mẹ, mẹ lại xỏ xuyên con rồi. Nếu mày không muốn người ta xỏ xuyên nữa thì dẫn người yêu về cho cả họ hàng choáng váng luôn. Mẹ cứ làm như con ế lắm không bằng, suốt ngày nói chuyện này, đau đầu quá. Ơ, thế thằng này, thế anh chẳng ế thì là gì? Không ế mà giờ tôi vẫn chưa có con dâu à? Tôi còn đang thèm bế cháu, tóm lại cuối tuần này đám cưới thằng Khang, mày nhất định phải dẫn một cô về cho mẹ xem mặt. Ơ mẹ, ở đâu mà như nhặt rau ngoài chợ thế? Không nói nhiều, nếu mẹ duyệt, sang tháng cưới luôn cho chắc. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm thế nào để kiếm được một người yêu trong vòng 3 ngày. Một hôm đang đi trên đường thì tôi nảy ra một ý định khá điên rồ. Tôi tấp vào lề đường tối, chỗ mấy em gái làng chơi đang vẫn bẫy khách. Các em vừa thấy tôi dừng xe liền lao vào, à ơi, như tôi là cái vĩ dính rồi. Tôi liếc mắt một lượt, cô nào cũng mắt xanh mỏ đỏ, ỏng ẻo lả lướt. Đang hoang mang thì tôi nhìn thấy một cô gái vẫn đứng im dưới góc đèn bên kia. Lúc tôi vào, tôi thấy lạ lạ mới ngoắt cô lại hỏi: sao thấy khách không chạy tới, gái đứng đường mà còn tỏ vẻ ta đây à? Cô ta im lặng. Tôi nhìn sơ một lượt thấy khuôn mặt tròn trĩnh của cô chỉ tô một bức son, không hề lề lệ như mấy người kia. Chiếc váy cô mặc cũng một mày hồng nhạt, trông có vẻ giản dị. Tôi ưng bụng: giá bao nhiêu đây? Tùy anh, cô ta đáp hời hợt. Đi một ngày lấy 5 triệu ok không? Tôi lấy tay nâng cầm cô ta lên. Một ngày, anh đủ sức làm cả một ngày. Nghe cô ta nói xong câu đó, tôi lại phì cười. Với cô chỉ 15 phút là xong, cần gì đến một ngày. Ý tôi là về quê tôi, giả làm bạn gái tôi, cứ nghe lời là được, không cần hỏi nhiều. Tôi đồng ý. Hình như cô ta không cần suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Nói rồi chúng tôi trao đổi liên lạc và tôi hẹn sớm mai sẽ đón ở đây, lên đường về quê. Ăn mặc cho tử tế, về quê đấy không phải lên ba đâu. Trước khi quay xe về, tôi còn nói với lại, cô ta chỉ mỉm cười gật đầu. Thế là sáng thứ bảy,
Khi tôi và cô gái lại bước vào cổng, bố mẹ anh chị em họ hàng nhà tôi ùa ra như ông vỡ tổ, nhào nhào như cái chợ. Riêng mẹ tôi thì khỏi phải nói, bà lao ra nắp lấy tay con dâu tương lai. Các con đi đường về có mệt không? Nhanh nhanh vào đây mẹ lấy nước cam cho mà uống. Thế là bà kéo cô ấy xình xịch vào nhà, làm như đã thân quen từ kiếp trước không bằng. Vào đến nhà, mẹ tôi tất bật rót nước, lấy bánh cho, rồi vừa ngồi xuống ghế thì bà liền mồm. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Gia đình có mấy anh chị em? Quê cháu ở đâu? Cháu đang làm gì? Tôi nghe mẹ hỏi mà tôi choáng đầu. Mẹ hỏi gì mà nhiều thế? Cô ấy biết trả lời câu nào trước? À, mẹ quên. Mẹ vui quá, đâm ra mẹ nói hơi nhiều. Mẹ tôi cười hi hi rồi quay sang con dâu tương lai. Cháu thông cảm cho bác nhé. Dạ không sao đâu ạ. Cháu là Liên, cháu năm nay 22 ạ. Mẹ tôi vỗ tay cái đốt. 22 là tuổi con chuột à? Hợp rồi. Hợp tuổi. Thằng Hiếu nhà bác hợp quá. Mẹ tôi mừng không bút nào tả nổi. Giờ mà xin nay bà 1 tỷ chắc bà cho luôn, không cần nghĩ mất. Quê cháu ở Hưng Yên, gia đình có 4 anh em ạ. Liên chậm rãi trả lời từng câu. Thế cháu làm gì? Dạ cháu. Cô ấy làm nhân viên văn phòng bình thường thôi mẹ. Tôi nhanh chóng đỡ lời khi thấy Liên bối rối. Ừ, làm gì cũng được. Rồi bà quay sang nhìn Liên với ánh mắt sáng rực. Xinh quá. Hôm đó mẹ tôi đi chợ mua đủ thứ hải sản về làm một mâm cơm thịnh soạn đãi con dâu. Liên cũng vào bếp giúp mẹ tôi nấu nướng, thỉnh thoảng lại thấy mẹ tôi cười te té rồi chạy ra phòng khách. Hiếu à, mày khéo chọn vợ đấy. Mẹ diệt. Xúc tiến nhanh càng tốt cho mẹ. Rồi à, mẹ tôi đúng là số 1. Tôi chỉ biết cười trừ. Nhìn mẹ và Liên trong bếp, tự nhiên tôi cũng cảm thấy có không khí một gia đình thực sự. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mẹ kêu chúng tôi đi ngủ sớm. Liên xin ngủ cùng mẹ thì bà xua tay. Phòng mẹ chật chội, với cả từ ngày bố thằng Hiếu mất, mẹ chỉ quen ngủ một mình thôi, con cứ vào phòng nó ngủ cho mẹ. Đêm xuống, hai chúng tôi vẫn ngồi hai người hai góc giường, một nam một nữ không quen biết ở cùng phòng, tôi thấy cũng ngại ngại. Nhưng bên ngoài thì nghe tiếng mẹ tôi cứ đi qua đi lại, có vẻ bà đang sốt ruột điều gì đó. Bỗng nhiên thấy mẹ gõ cửa đi vào. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ? Mẹ không yên tâm, sao chúng mày còn ngồi im bất động thế này? Thanh niên thế kỷ 21 chả mạnh dạn gì cả. Mẹ, tôi lừa mẹ một cái, còn Liên thì tùm tỉm cười. Liên, lại đây mẹ bảo. Mẹ tôi ngoắc Liên ra góc giường rồi rút ra quyển sổ đỏ gì đó, trông rất nguy hiểm. Thằng Hiếu trông thế mà còn ngu ngơ lắm, chả biết gì đâu con, 35 tuổi đầu mà chưa cho mẹ bế cháu. Con giúp mẹ nhé. Con giúp gì được ạ? Liên ngơ ngác. Con xem cuốn sách này đi. Mẹ phải chạy vậy nhờ nhiều người ghi bí kíp sinh con nhanh vào đấy. Chỉ nhờ có đối tượng là lôi ra áp dụng ngay. Ơ bác, Liên vẫn còn chưa hiểu gì về mẹ tôi. Liên vẫn còn chưa hiểu gì thì mẹ tôi đã dở từng trang rồi tiếp tục giảng. Đây, phải làm đúng những tư thế này. Phải dùng đúng vào giờ này thì mới dính nhanh được nha con. Nhất là nếu muốn có con trai thì phải học tư thế khó nhất đấy nhé. Rồi bà lật đật vội vàng đến gần cuối cuốn sổ. Đây chính là cái này. Chưa xong bà còn chạy lại chỗ tôi vỗ vai con trai. Mày phải mạnh mẽ lên. Cưới vợ phải là phải cưới liền tay. Không sản xuất được cho mẹ một đứa cháu thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Cứ thế con nhé. Nhớ đúng tư thế đó, đọc ký hướng dẫn trước khi dùng. Liên mỉm cười cầm cuốn sổ đến đưa cho tôi hỏi. Thế còn anh có muốn có con với em không? Tôi... À, em chỉ nói thế thôi, chứ em biết thân phận mình. Ai dám sinh con với một con đĩ như em? Ý tôi không phải vậy, mà là... Anh không cần an ủi em đâu, thật ra em cũng không muốn làm cái nghề mặt hàng này, chỉ là bất đắc dĩ. Cô ấy rơi nước mắt, rồi như bao nhiêu tâm sự dồn nén đang mong muốn được rút bỏ hết. Nhà em ở quê có 4 anh chị em, bố mẹ đều bị tai nạn qua đời. Năm ngoái khi em đang học cao đẳng, thì đứa em út em phát hiện bị hở van tim. Phận làm chị cả, em chỉ biết bỏ học đi làm kiếm tiền trả viện phí cho em, lại còn tiền ăn học của hai đứa kia nữa. Thế là cô đi lập gái. Anh biết rồi đấy, hở văn tim thì tiền nuôi mới chữa khỏi. Làm thuê 3 cọc 3 đồng thì em là đến tình cháo cho nó cũng không có. Phần cùng em mới bị bạn rủ rê vào con đường này. Em biết người ta sẽ nói em người biện, nhưng chỉ có ai ở trong hoàn cảnh như em mới hiểu được. Giờ cô định làm nghề này mãi sao? Không lấy chồng à? Thế anh bảo em làm gì bây giờ? Đã dính vào nghề này thì trở thành thứ cặn bã dơ giấy, hay dám lấy em làm vợ nữa. Cô cũng chỉ bị hoàn cảnh quá khó khăn, sẽ có người hiểu và yêu cô thật lòng mà. Nghe tôi nói xong cô ấy chỉ bật cười, sau đó chúng tôi đều chỉ im lặng. Sáng hôm sau tôi và Liên lập tức trở về thành phố. Mẹ tôi mua rất nhiều đồ cho Liên làm quà, bà cứ hẹn mãi là về chơi thường xuyên, chúng tôi thì cứ ậm ừ cho qua. Lên thành phố rồi ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện.
giờ thay bằng câu bao giờ mày lấy vợ là câu con dâu mẹ nó khỏe không. Tôi cũng đến bất lực với mẹ. Nhưng không hiểu sao, tôi nhớ mãi đêm đó, cứ nghĩ đến đôi mắt ướt ướt của Liên tôi lại thấy ám ảnh. Nhiều hôm tôi chạy qua đường đó mà không thấy Liên, nghĩ cô ấy bị ốm, tôi lại thấy lo lắng vô cùng. Một hôm tôi đến liều, viện cớ mẹ hỏi để gọi điện. Một hôm tôi đến liều viện cớ mẹ hỏi để gọi điện cho cô Liên. Biết tin cô ấy ốm, tôi vội vã đến thăm. Từ lần đó đến giờ đã được hơn 3 tháng, tôi và Liên vẫn giữ liên lạc. Tối nào không nhắn tin nói chuyện với cô ấy, tôi cứ cảm giác trống trải và nhớ nhung. Có lẽ do cô ấy xinh xắn, lại ăn nói dịu dàng, hiền lành, nên từ lúc nào tôi đã đem lòng thương nhớ một cô gái đứng đường. Ban đầu tôi cũng phân vân đắn đo nhiều lắm, nhưng một hôm tôi quyết định tỏ tình với em. Anh không ghê sợ một đứa bạn thiểu như em sao? Anh không quan tâm quá khứ của em, anh chỉ quan tâm đến tương lai của chúng ta thôi. Anh sẽ cố gắng mang hạnh phúc đến cho em. Cô ấy ôm lấy tôi và khóc rất nhiều vì hạnh phúc. Ngày đó tôi báo tin cuối năm sẽ cưới vợ, mà cô gái đó chính là Liên, thì mẹ tôi ở nhà đã đốt pháo ăn mừng. Bà vừa cười vừa nói, ơn giời cả họ hàng ai cũng quý con bé. Mẹ sẽ chuẩn bị sinh lễ luôn từ bây giờ, chúng mày chỉ việc yêu nhau thôi, còn mẹ lo tất. Tôi với Liên nghe xong đều cười ngặt nghẽo. Thế là cuối cùng tôi cũng có vợ. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ nghĩ vợ mình lại đặc biệt đến thế. Sẽ có người bảo tôi ngu ngốc khi cưới em, hay sẽ bảo tôi rảnh rỗi đăng câu chuyện của mình lên để nhiều người bị bệnh ảo tưởng đi làm gái cũng có được kết quả tốt đẹp. Nhưng mà sống trên đời cần phải nhìn nhận sự việc ở nhiều mặt. Trong những cô gái đi làm công việc ấy, cũng không phải ai cũng do ăn chơi đua đòi, mà còn có rất nhiều nghịch cảnh khiến họ bị xô đẩy đến con đường đó. Quan trọng là họ biết đứng lên và thoát ra con khỏi con đường lầm lỗi đó.